Alo, kênh 7 xin nghe. Thưa quý vị, như chuyên mục Alo cử tri đã phản ánh về việc phá dỡ nhà cửa trên đất nông nghiệp tại xã Tràng Sơn, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, người dân cho rằng việc phá dỡ không đúng quy trình nên đã tiến hành gửi đơn tố cáo và tố giác tới các cơ quan có thẩm quyền. Đến nay thì vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ghi nhận tiếp theo của phóng viên chuyên mục Alo cử tri. Ngay sau khi xảy ra việc phá dỡ nhà do Ủy ban Nhân dân xã Tràng Sơn tiến hành, ông Trường liên tục gửi đơn tới các cơ quan chức năng làm rõ về việc phá dỡ nhà nhưng không có quyết định hành chính là phá tài sản của gia đình ông. Tới nay, sau 6 tháng, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời. Tôi đi tố cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tràng Sơn đến cho người đến đập phá cái tài sản của tôi mà cũng không có văn bản giấy tờ, mà không có một cái gì cả. Từ cái tháng 12 năm ngoái cho đến tận bây giờ mà trong cái đó là cái ủy bên thanh tra huyện với bên công an huyện cũng chưa giải quyết cho tôi. Thế bây giờ tôi chỉ mong là được giải quyết cho tôi đúng xa thứ việc như thế nào để tôi còn yên tâm công tác. Trong khi đó, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tràng Sơn khẳng định tại thời điểm phá dỡ, công trình vi phạm đang được xây dựng trên đất nông nghiệp. Ông cũng khẳng định đây không phải là vụ việc cưỡng chế, do đó không có biên bản vi phạm và thông báo về việc phá dỡ. Việc phá dỡ là áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt quả tang vi phạm. Cái này là vi phạm quả tang trực tiếp tại hiện trường, nó không còn phải là cái chuồng gà ọp ẹp ngày xưa và vài cái tấm tôn trên nữa đâu, mà đó nó đã trở thành lán xưởng. Chúng tôi không phải là xử lý cưỡng chế, mà đây là bằng các cái biện pháp giải pháp nhằm ngăn chặn cái vi phạm tiếp tục có những cái phát sinh lớn. Thanh tra huyện Thạch Thất cho biết đơn vị này đã tiến hành thụ lý vụ việc và có các văn bản thông báo tới công dân và làm việc với các bên liên quan. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc nên đã liên tục gia hạn thêm thời gian xác minh để có những kết luận chính xác nhất. Hiện nay thì cơ quan thanh tra huyện cũng đã cơ bản hoàn thiện các cái thủ tục xác minh nội dung đơn của công dân. Tuy nhiên, vì vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo huyện cũng có chỉ đạo là cơ quan thanh tra huyện cùng với các cơ quan đơn vị chúng ta tiếp tục kiểm tra xác minh cho thật rõ các cái nội dung để tham mưu cho huyện cái kết luận tố cáo để đảm bảo khách quan và đúng quy định pháp luật. Thực tế, việc xử lý những vi phạm về lĩnh vực xây dựng, đất đai là cần thiết. Tuy nhiên, quy trình xử lý cũng cần phải đảm bảo theo quy định của pháp luật, tránh phát sinh những khiếu nại, tố cáo kéo dài. Alo, kênh 7 xin nghe. Alo, kênh 7 xin nghe.